Người sử dụng dịch vụ thì cho rằng là giá cước vận tải đang chịu quá nhiều áp lực mà các trạm BOT lại dày đặc. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính thì lại khẳng định rằng đủ cơ sở để giảm phí đường BOT. Nhưng nhà đầu tư thì kêu làm dự án BOT không có lãi, ai không thích đi thì chọn đường khác. Những tranh cãi này đã làm nóng hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 6. Tại hội nghị này, tất nhiên các nhà đầu tư đều đứng ra bảo vệ quyền lợi về các dự án mà họ đã đầu tư. Họ cho biết làm dự án BOT không có lãi, rủi ro lớn. Nhưng lãi hay lỗ như thế nào thì chẳng nhà đầu tư nào công bố. Và họ cho rằng để có được dự án BOT thì mất rất nhiều thứ. Nhà đầu tư như một tội đỏ. Đấy, thì thấy rằng là chúng tôi cũng thấy ái ngại và cũng không có một cái hương phấn để mà đầu tư á. Thì tôi nói rằng là và tôi cho rằng tới đây cũng không phải là chuyện dễ đâu. Ồ, nó khó khăn lắm, nhiều thứ lắm. Dư luận vẫn cho rằng cái khôn của nhà đầu tư đó là lợi dụng đường sẵn có để đầu tư. Vì rõ ràng ra đường là gặp trạm thu phí. Thế là ai cũng bức xúc. Và đây là cái lý của nhà đầu tư. Người dân nào không thích bỏ tiền ra, không đi đường nhanh đường tốt, họ đi đường cũ. Nhưng vì lại ngã nào dính vào cũng phải chạm đường gì thì gây bức xúc dư luận. Thì tôi cho là tôi bức xúc chứ không phải người khác bức xúc. Chúng tôi chia sẻ với các nhà đầu tư, chúng tôi cũng ngồi bàn với nhau rất nhiều. Đấy. Mọi người bảo tôi ông kêu cái này mà ông không chia sẻ với nhà đầu tư hiện nay nó tỉnh ra nó phải trả không biết bao tiền về vay ngân hàng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đương bị gánh chịu một cái và giá cước vận tải sẽ tăng lên. Tôi xin thưa rõ với tổ hội nghị như vậy. Ông Thanh đưa ra dẫn chứng với quốc lộ 5 cũ, đáng lý phải xóa từ năm 2013. Nhưng để hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, các trạm thu phí vẫn được cho tồn tại. Đến nay cao tốc thì đã xong, nhưng trạm thu phí vẫn tồn tại. Hay như tuyến đường Hà Nội đi Thái Bình, hơn 100 km nhưng có tới 4 trạm thu phí. Tuyến Hà Nội Thái Bình chỉ có 100 km mà có tới 4 trạm thu phí. Trên thực tế thì tình trạng tiền phí đường cao hơn cả tiền xăng dầu và làm đảo lộn chi phí vận tải. Vốn của chủ đầu tư chủ yếu là dựa vào vốn ngân hàng. Báo cáo của đồng chí như vậy. Và việc phối hợp giữa các chủ đầu tư với nhau chưa tốt. Cho dẫn đến quá nhiều trạm thu phí. Chẳng hạn 100 cây số chỉ cần một cái dự án thôi, hay 70 cây số cần một dự án thôi, và phải một chục nhà đầu tư phối hợp vào mỗi anh một ít. Nhưng đây không, chia nó ra thành rất nhiều cái trạm thu phí, đúng không? Đấy, trong khi đó cái phối hợp chưa tốt, năng lực hạn chế nhưng phối hợp chưa tốt. Liên quan tới câu chuyện trạm thu phí đặt dày đặc trên các tuyến quốc lộ và liên tục đề xuất tăng phí, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng đây là thực tế rất khó chấp nhận. Phải nhanh chóng để quyết toán hoàn thành công trình, hoàn thành dự án. Và chắc chắn khi quyết toán hoàn thành dự án như vậy thì nó sẽ giảm hơn cái tổng mức đầu tư ban đầu. Và đấy chính là cơ sở để giảm cái mức phí đi. Hiện cả nước có tới 88 trạm thu phí BOT, một con số không hề nhỏ. Nếu tính bình quân, mỗi tỉnh có ít nhất hơn 1,3 trạm thu phí. Trạm thu phí dày đặc, mức phí cao, người dân kêu, rõ là đúng. Kêu thì cứ kêu, còn sau hội nghị này cũng chưa biết khi nào giảm.